Em Quỳnh làm gì vậy? Bỏ đi ra, bỏ đi lấy ăn đó. Bỏ chạy đấy. Bỏ chạy. Bỏ chạy nhá. Bỏ cầm một, bỏ trốn, bỏ ăn một hết một mình nhá. Bỏ đi, bỏ trốn, bỏ trốn. Đây, nó dài như này các bạn. Con cầm đứng con. Anh ăn cái gì? Em Quỳnh sang đây bố bảo này. Đi sang đây. Em Quỳnh có muốn ăn kẹo thối không? Có. Có. Thế bây giờ bố dẫn chị và Tân An, chị và em Quỳnh đi mua kẹo thối về ăn thử nhá. Em Quỳnh rất thích xem cái video này của chị này. Thế bây giờ mình đi nhá. Đi rồi. Đây em Quỳnh và chị ra rồi. Có mua được kẹo không? Có. Thế em Quỳnh mua kẹo gì đấy? Ờ kẹo gì bố xem nè. Ờ kẹo Huba Buba. Thế không có kẹo thối à? Không có. Thế mình đi tìm kẹo thối nhá. 2000 years later. Em Quỳnh làm gì vậy? Em Quỳnh có cái gì đấy? Cái gì đấy à? Cái gì? Cái này là kẹo Huba. Hôm nay bố đưa chị và em Quỳnh đi tìm cái kẹo thối mà không có các bạn ạ. Bây giờ kẹo thối khá là hiếm. Thế em Quỳnh thấy cái kẹo này nên em Quỳnh thích quá em Quỳnh mua luôn. Đây là kẹo gì nhỉ? Kẹo Huba Buba, Buba đúng không? Hồng hồng à. Thế bây giờ em Quỳnh bóc cho các bạn xem nhá. Rồi. Em bóc xem nào. Xem nào. Đúng rồi, đúng rồi. Bóc đây, bóc đây, bóc đây. Có phải đây không? Không phải, cái chỗ này. À bố bảo này. Cái này là kẹo kẹo cao su. Kẹo cao su đúng không? Cái kẹo này ngày xưa là rất là hot. Nên là thỉnh thoảng là có cả hàng giả đấy. Nên là nếu mà muốn mua kẹo này là mình phải mua ở những cái cửa hàng bánh kẹo uy tín. Đây là hàng chính hãng này. Bố và em Quỳnh vào một cái cửa hàng bánh kẹo rất là to nha. Rất là xịn là mua cái này về cho em Quỳnh. Em Quỳnh bóc ra bố xem nè. Em Quỳnh bóc, thì bây giờ cho em Quỳnh bóc. Bóc xem là lần đầu tiên em Quỳnh được ăn cái kẹo này. Trước cái chị cũng ăn mấy lần rồi. Ăn mấy lần rồi đấy. Đây, bây giờ bên này bên nữa. Bây giờ để cho em Quỳnh tự bóc. Đây đây đây. Đấy. Đây em Quỳnh bóc này. Rồi bố lại bố cầm nhá. Úi trời ơi bóc. Xem cái bóc như này, bóc Quỳnh bóc một cái này, bóc là không bóc 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 bóc. Không bóc bên này các bạn, bóc một cái. Bóc một cái. Bóc bên này này. Có phải không? Thế chị hộ em. Wow, bố xem. Wow, bố xem. Cho bố ăn nhá. Bố đi ra, bố đi lấy ăn đó. Bố chạy đấy. Bố chạy. Bố chạy nhá. Bố cầm một, bố trốn, bố ăn một hết một mình nhá. Bố đi, bố trốn, bố trốn. Thế cho chị cầm chị trốn, chạy đây. Chị chạy. À thế cho bây giờ chia ra để ăn nhá. Cho bố một miếng, cho chị một miếng, cho bà một miếng nhá. Cho kìm miếng. Thôi bố chạy đây, bố chạy đấy. Em Quỳnh sợ mất cái kẹo lắm đấy. Đi cả buổi mua được cái này chẳng là về bị bố lấy thu đi thì rất là rất là buồn luôn nhá. Đấy đấy, khoan. Như nào? Mình sẽ đặt cái này xong rồi. Người ta có một cái kéo ra như băng dính đúng không? Vâng ạ. Kéo ra một tiếng. Rồi. Xong ở đây người ta có rồi, em Quỳnh tự cắt này, em Quỳnh tự cắt này. Mình sẽ đóng em Quỳnh đóng lại cắt. Cắt. Đóng phải đóng. Cái nhìn này. Lỗi rồi. Người ta có một cái thừa. Xong rồi sẽ ở đây người ta có đây. Một cái kéo cái này ra này. Rồi, đây cho bà một miếng này, em Quỳnh lấy cắt. Cho bà một miếng thì bà ăn đây, có ngon. Đây kéo ra. Rồi. Đấy. Cho bà một miếng em, bà ăn có ngon không? Đi ba ngay kia kìa. Chị không ăn hết đâu. Bà cũng ăn kẹo cao su. Bảo bà. Bảo bà đừng có nuốt nhá. Chị này, cho bố một miếng này. Bố thử xem có ngon không. Cái này như kiểu kẹo cao su mà. Nhỉ? Kẹo cao su. Ăn một ngày ăn một tí này nhá. Không phải là một hôm ăn cả cái cuộn này luôn là không được đâu. Cái cổ bố chạy đây. Bố chạy nhá.
Em Quỳnh rất là lo lắng bố lấy kia, bố thu cái kẹo cao su này. Có vị vị gì à em Quỳnh? Cái này có không biết. Có vị gì à? Vị ngọt nhỉ, nhưng mà mùi gì? Tôi không biết là mùi gì nữa. Vị ngọt. Vị cam. Mùi này như cái mùi dâu với cam. Mùi dâu. Dâu với cam. Đúng rồi, kiểu mùi dâu. Kiểu như là mùi dâu kem kem dâu ấy nhỉ. Thế bây giờ cái này chị cầm hay em cầm? Bố cầm ạ. Em cầm, bố cầm nhá. Bố cất nhá. Bố cất đi bây giờ mà. Nhưng mà bố bảo này, bố em cầm nhưng mà khi nào ăn thì em phải xin phép bố nhá. Hỏi bố, bố cho ăn nhá. Ăn nhiều là không tốt đâu. Ăn vừa thì ăn một ngày ăn một tí tẹo thôi nhá. Trẻ con ăn nhiều kẹo thì nào? Đau răng. Đau răng thì phải làm sao? Đi bệnh viện là nhờ ai làm gì? Nhờ bác gì nhỉ? Bác sĩ. Để khám răng đúng không? Ừ. Nếu mà sâu răng nhiều quá là phải nhổ cả răng đấy. Đúng không? Nhổ răng nó kỳ chứ. Ừ, ăn một ngày một tí tẹo thôi. Lâu lâu mình mới được ăn kẹo nhỉ? Em Quỳnh thì bố cũng không cho ăn nhiều kẹo đâu. Thỉnh thoảng cũng mới cho ăn kẹo. Nhỉ? Thì là răng em Quỳnh răng rất là trắng này nhỉ? Em Quỳnh đánh răng thường xuyên luôn. Sáng đánh, tối đánh. Em Quỳnh nhì với xem này. Ý, răng em Quỳnh không bị một tí sâu nào luôn nhỉ? Bởi vì em Quỳnh không ăn vặt nhiều này. Em Quỳnh vệ sinh răng miệng đúng cách này. Và đúng đầy đủ nhỉ? Súc miệng nữa, súc miệng nước gì? Súc miệng nước. Nước. Nước gì nhỉ? Hướng nhà. Nước gì á, nước gì mặn mặn á. Nước gì nhỉ? Nước gì? Muối. Nước muối. Đúng rồi. Nha. Bây giờ chị lấy ra này, chị kéo ra cho các bạn xem là cái kẹo này nó có dài không. Con mở ra đi. Lấy cả cuộn ra bố xem nào. Lấy cả cuộn ra luôn, nhấc ra được đúng không? Nhấc ra được. Cầm kéo này. Để xem nào. Con kéo đấy, con kéo đấy. Ấy, từ từ ấy, nó đứt đấy. Cái này nó mềm mà. Như cái băng dính luôn. Như băng dính nhá. Con dơ lên, con dơ lên này. Đây, nó dài như này các bạn. Con cầm đứng con. Đây. Đấy. Rồi. Cuốn lại, cuốn lại con ạ. Con hay khi nãy mua bao nhiêu tiền nhỉ? 48.000. 48.000 á? Sao bố tưởng là 21.000 chứ? Con không biết, con nhìn ở trong cái bảng kia hình như là 17 hay 2 mấy nghìn chứ bố. Thế á? Cho thanh toán là mấy bao nhiêu? 48.000 con trả 5.000. Từ 50.000 gì? Cho người ta trả lại cho mình bao nhiêu tiền? Cho người ta trả lại mình 2.000. 2.000 đúng rồi. Đây có tí tẹo này mà 50.000 này. Rồi. Nhưng mà gần 50.000. Đấy, bỏ vào cất bảo quản nó hỏng này, nó chảy nước ra. Cái đường nó là bẩn tay. Ừ, rồi, em Quỳnh cắt giữ cẩn thận nhá. 50.000 đấy. Không phải là ít đâu. Em Quỳnh cắt kẹo đâu rồi? Bố xem nào. Bố xem. Đây rồi, bố thấy rồi. Đây rồi. Cho bố xin nhá. Chị thổi á? Chị thổi bố xem nào. Em Quỳnh thổi được không? Rồi, cái này cắt đi nhá, em Quỳnh cầm nhá. Em Quỳnh cầm cái này, Quỳnh ăn. Hôm sau bố sẽ đặt kẹo thối cho em Quỳnh ăn nhá. Em Quỳnh thích ăn cái kẹo thối giống chị ở trên một cái video chị làm kẹo thối. Em Quỳnh rất là thích. Cái này Quỳnh lấy là Quỳnh ăn tiếp đấy bố. Thấy không? Để là Quỳnh ăn tiếp đấy bố. Em Quỳnh giữ nha, không ăn nhiều nhá. Ăn nhiều hết là không còn để mà ăn nữa đâu nhá. Một ngày một tẹo thôi là mình ăn được lâu nhá. Rồi em Quỳnh cắt đi. Rồi em Quỳnh bye bye các bạn nè. Chào tạm biệt các bạn. Rồi bye bye. Các bạn hãy đăng ký kênh của Anna nhé. Hẹn gặp lại các bạn.